Khánh Hỷ nên biết, lấy vô nhị của 10 lực Phật làm phương tiện, vô sanh của 10 lực Phật làm phương tiện, vô sở đắc của 10 lực Phật làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, lấy vô nhị của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng làm phương tiện, vô sanh của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng làm phương tiện, vô sở đắc của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Khánh Hỷ nên biết, lấy vô nhị của 10 lực Phật làm phương tiện, vô sanh của 10 lực Phật làm phương tiện, vô sở đắc của 10 lực Phật làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh, tự tánh. Lấy vô nhị của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng làm phương tiện, vô sanh của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng làm phương tiện, vô sở đắc của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. Khánh Hỷ nên biết, lấy vô nhị của 10 lực Phật làm phương tiện, vô sanh của 10 lực Phật làm phương tiện, vô sở đắc của 10 lực Phật làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Lấy vô nhị của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng làm phương tiện, vô sanh của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng làm phương tiện, vô sở đắc của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Khánh Hỷ nên biết, lấy vô nhị của 10 lực Phật làm phương tiện, vô sanh của 10 lực Phật làm phương tiện, vô sở đắc của 10 lực Phật làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo. Lấy vô nhị của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng làm phương tiện, vô sanh của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng làm phương tiện, vô sở đắc của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo. Khánh Hỷ nên biết, lấy vô nhị của 10 lực Phật làm phương tiện, vô sanh của 10 lực Phật làm phương tiện, vô sở đắc của 10 lực Phật làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, lấy vô nhị của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng làm phương tiện, vô sanh của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng làm phương tiện, vô sở đắc của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc. Khánh Hỷ nên biết, lấy vô nhị của 10 lực Phật làm phương tiện, vô sanh của 10 lực Phật làm phương tiện, vô sở đắc của 10 lực Phật làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 8 giải thoát, 8 thắng xứ, 9 định thứ đệ, 10 biến xứ, lấy vô nhị của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng làm phương tiện, vô sanh của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng làm phương tiện,
vô sở đắc của bốn điều không sở, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 8 giải thoát, 8 thắng xứ, 9 định thứ đại, 10 biến xứ. Khánh nhỉ nên biết, lấy vô nhị của 10 lực Phật làm phương tiện, vô sanh của 10 lực Phật làm phương tiện, vô sở đắc của 10 lực Phật làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo. Lấy vô nhị của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng làm phương tiện. Vô sanh của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng làm phương tiện. Vô sở đắc của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo. Khánh nhỉ nên biết, lấy vô nhị của 10 lực Phật làm phương tiện, vô sanh của 10 lực Phật làm phương tiện, vô sở đắc của 10 lực Phật làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Lấy vô nhị của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng làm phương tiện. Vô sanh của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng làm phương tiện. Vô sở đắc của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Khánh nhỉ nên biết, lấy vô nhị của 10 lực Phật làm phương tiện, vô sanh của 10 lực Phật làm phương tiện, vô sở đắc của 10 lực Phật làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 5 loại mắt, 6 phép thần thông. Lấy vô nhị của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng làm phương tiện. Vô sanh của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng làm phương tiện. Vô sở đắc của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 5 loại mắt, 6 phép thần thông. Khánh nhỉ nên biết, lấy vô nhị của 10 lực Phật làm phương tiện, vô sanh của 10 lực Phật làm phương tiện, vô sở đắc của 10 lực Phật làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Lấy vô nhị của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng làm phương tiện. Vô sanh của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng làm phương tiện. Vô sở đắc của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của 10 lực Phật làm phương tiện, vô sanh của 10 lực Phật làm phương tiện, vô sở đắc của 10 lực Phật làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Lấy vô nhị của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng làm phương tiện. Vô sanh của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng làm phương tiện. Vô sở đắc của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Khánh nhỉ nên biết, lấy vô nhị của 10 lực Phật làm phương tiện, vô sanh của 10 lực Phật làm phương tiện, vô sở đắc của 10 lực Phật làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Lấy vô nhị của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng làm phương tiện. Vô sanh của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng làm phương tiện.
Vô sở đắc của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của 10 lực Phật làm phương tiện, vô sanh của 10 lực Phật làm phương tiện, vô sở đắc của 10 lực Phật làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa, lấy vô nhị của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng làm phương tiện. Vô sanh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng làm phương tiện. Vô sở đắc của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của 10 lực Phật làm phương tiện, vô sanh của 10 lực Phật làm phương tiện, vô sở đắc của 10 lực Phật làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ Tát, lấy vô nhị của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng làm phương tiện. Vô sanh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng làm phương tiện. Vô sở đắc của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ Tát. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của 10 lực Phật làm phương tiện, vô sanh của 10 lực Phật làm phương tiện, vô sở đắc của 10 lực Phật làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. Lấy vô nhị của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng làm phương tiện. Vô sanh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng làm phương tiện. Vô sở đắc của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của pháp không quên mất làm phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất làm phương tiện, vô sở đắc của pháp không quên mất làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Lấy vô nhị của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, vô sanh của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, vô sở đắc của tánh luôn luôn xả làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của pháp không quên mất làm phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất làm phương tiện, vô sở đắc của pháp không quên mất làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Lấy vô nhị của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, vô sanh của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, vô sở đắc của tánh luôn luôn xả làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của pháp không quên mất làm phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất làm phương tiện, vô sở đắc của pháp không quên mất làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Lấy vô nhị của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, vô sanh của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, vô sở đắc của tánh luôn luôn xả làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của pháp không quên mất làm phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất làm phương tiện, vô sở đắc của pháp không quên mất làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo. Lấy vô nhị của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, vô sanh của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, vô sở đắc của tánh luôn luôn xả làm phương tiện.
Hồi hướng chí nhất thiết chí, an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo. Khánh nghỉ nên biết, lấy vô nhị của pháp không quên mất làm phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất làm phương tiện, vô sở đắc của pháp không quên mất làm phương tiện. Hồi hướng chí nhất thiết chí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Lấy vô nhị của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, vô sanh của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, vô sở đắc của tánh luôn luôn xả làm phương tiện. Hồi hướng chí nhất thiết chí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của pháp không quên mất làm phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất làm phương tiện, vô sở đắc của pháp không quên mất làm phương tiện. Hồi hướng chí nhất thiết chí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định tứ đệ, mười biến xứ. Lấy vô nhị của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, vô sanh của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, vô sở đắc của tánh luôn luôn xả làm phương tiện. Hồi hướng chí nhất thiết chí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định tứ đệ, mười biến xứ. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của pháp không quên mất làm phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất làm phương tiện, vô sở đắc của pháp không quên mất làm phương tiện. Hồi hướng chí nhất thiết chí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Lấy vô nhị của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, vô sanh của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, vô sở đắc của tánh luôn luôn xả làm phương tiện. Hồi hướng chí nhất thiết chí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của pháp không quên mất làm phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất làm phương tiện, vô sở đắc của pháp không quên mất làm phương tiện. Hồi hướng chí nhất thiết chí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Lấy vô nhị của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, vô sanh của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, vô sở đắc của tánh luôn luôn xả làm phương tiện. Hồi hướng chí nhất thiết chí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của pháp không quên mất làm phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất làm phương tiện, vô sở đắc của pháp không quên mất làm phương tiện. Hồi hướng chí nhất thiết chí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. Lấy vô nhị của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, vô sanh của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, vô sở đắc của tánh luôn luôn xả làm phương tiện. Hồi hướng chí nhất thiết chí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của pháp không quên mất làm phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất làm phương tiện, vô sở đắc của pháp không quên mất làm phương tiện. Hồi hướng chí nhất thiết chí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Lấy vô nhị của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, vô sanh của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, vô sở đắc của tánh luôn luôn xả làm phương tiện. Hồi hướng chí nhất thiết chí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của pháp không quên mất làm phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất làm phương tiện, vô sở đắc của pháp không quên mất làm phương tiện. Hồi hướng chí nhất thiết chí, tu tập pháp không quên mất tánh luôn luôn xả. Lấy vô nhị của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, vô sanh của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, vô sở đắc của tánh luôn luôn xả làm phương tiện. Hồi hướng chí nhất thiết chí, tu tập pháp không quên mất tánh luôn luôn xả. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của pháp không quên mất làm phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất làm phương tiện, vô sở đắc của pháp không quên mất làm phương tiện. Hồi hướng chí nhất thiết chí, tu tập chí nhất thiết, chí đạo tướng, chí nhất thiết tướng. Lấy vô nhị của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, vô sanh của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, vô sở đắc của tánh luôn luôn xả làm phương tiện. Hồi hướng chí nhất thiết chí, tu tập chí nhất thiết, chí đạo tướng, chí nhất thiết tướng. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của pháp không quên mất làm phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất làm phương tiện, vô sở đắc của pháp không quên mất làm phương tiện. Hồi hướng chí nhất thiết chí, tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tăng Ma Điện. Lấy vô nhị của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, vô sanh của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, vô sở đắc của tánh luôn luôn xả làm phương tiện. Hồi hướng chí nhất thiết chí, tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của pháp không quên mất làm phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất làm phương tiện, vô sở đắc của pháp không quên mất làm phương tiện.
Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ Tát, lấy vô nhị của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, vô sanh của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, vô sở đắc của tánh luôn luôn xả làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ Tát, khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của pháp không quên mất làm phương tiện, vô sanh của pháp không quên mất làm phương tiện, vô sở đắc của pháp không quên mất làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột, lấy vô nhị của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, vô sanh của tánh luôn luôn xả làm phương tiện, vô sở đắc của tánh luôn luôn xả làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột, khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của trí nhất thiết làm phương tiện, vô sanh của trí nhất thiết làm phương tiện, vô sở đắc của trí nhất thiết làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, lấy vô nhị của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng làm phương tiện, vô sanh của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng làm phương tiện, vô sở đắc của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của trí nhất thiết làm phương tiện, vô sanh của trí nhất thiết làm phương tiện, vô sở đắc của trí nhất thiết làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đủ khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Lấy vô nhị của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng làm phương tiện, vô sanh của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng làm phương tiện, vô sở đắc của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh, khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của trí nhất thiết làm phương tiện, vô sanh của trí nhất thiết làm phương tiện, vô sở đắc của trí nhất thiết làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Lấy vô nhị của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng làm phương tiện, vô sanh của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng làm phương tiện, vô sở đắc của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của trí nhất thiết làm phương tiện, vô sanh của trí nhất thiết làm phương tiện, vô sở đắc của trí nhất thiết làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, lấy vô nhị của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng làm phương tiện, vô sanh của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng làm phương tiện, vô sở đắc của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của trí nhất thiết làm phương tiện, vô sanh của trí nhất thiết làm phương tiện, vô sở đắc của trí nhất thiết làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, lấy vô nhị của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng làm phương tiện, vô sanh của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng làm phương tiện, vô sở đắc của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của trí nhất thiết làm phương tiện, vô sanh của trí nhất thiết làm phương tiện, vô sở đắc của trí nhất thiết làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, lấy vô nhị của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng làm phương tiện, vô sanh của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng làm phương tiện, vô sở đắc của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của trí nhất thiết làm phương tiện, vô sanh của trí nhất thiết làm phương tiện, vô sở đắc của trí nhất thiết làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, lấy vô nhị của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng làm phương tiện, vô sanh của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng làm phương tiện, vô sở đắc của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo,
khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của trí nhất thiết làm phương tiện, vô sanh của trí nhất thiết làm phương tiện, vô sở đắc của trí nhất thiết làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát công, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện, lấy vô nhị của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng làm phương tiện, vô sanh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng làm phương tiện, vô sở đắc của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát công, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của trí nhất thiết làm phương tiện, vô sanh của trí nhất thiết làm phương tiện, vô sở đắc của trí nhất thiết làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 5 loại mắt, 6 phép thần thông, lấy vô nhị của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng làm phương tiện, vô sanh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng làm phương tiện, vô sở đắc của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 5 loại mắt, 6 phép thần thông. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của trí nhất thiết làm phương tiện, vô sanh của trí nhất thiết làm phương tiện, vô sở đắc của trí nhất thiết làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, lấy vô nhị của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng làm phương tiện, vô sanh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng làm phương tiện, vô sở đắc của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của trí nhất thiết làm phương tiện, vô sanh của trí nhất thiết làm phương tiện, vô sở đắc của trí nhất thiết làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Lấy vô nhị của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng làm phương tiện, vô sanh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng làm phương tiện, vô sở đắc của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của trí nhất thiết làm phương tiện, vô sanh của trí nhất thiết làm phương tiện, vô sở đắc của trí nhất thiết làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Lấy vô nhị của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng làm phương tiện, vô sanh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng làm phương tiện, vô sở đắc của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của trí nhất thiết làm phương tiện, vô sanh của trí nhất thiết làm phương tiện, vô sở đắc của trí nhất thiết làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Lấy vô nhị của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng làm phương tiện, vô sanh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng làm phương tiện, vô sở đắc của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của trí nhất thiết làm phương tiện, vô sanh của trí nhất thiết làm phương tiện, vô sở đắc của trí nhất thiết làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ Tát. Lấy vô nhị của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng làm phương tiện, vô sanh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng làm phương tiện, vô sở đắc của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ Tát. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của trí nhất thiết làm phương tiện, vô sanh của trí nhất thiết làm phương tiện, vô sở đắc của trí nhất thiết làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. Lấy vô nhị của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng làm phương tiện, vô sanh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng làm phương tiện, vô sở đắc của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của tất cả pháp môn Đà La Ni làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà La Ni làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà La Ni làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, lấy vô nhị của tất cả pháp môn Tam Ma Địa làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Tam Ma Địa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của tất cả pháp môn Đà La Ni làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà La Ni làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà La Ni làm phương tiện,
hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Đấy vô nhị của tất cả pháp môn tam ma địa đẳng phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn tam ma địa đẳng phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn tam ma địa đẳng phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. Khánh hỷ nên biết, đấy vô nhị của tất cả pháp môn đà la ni đẳng phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn đà la ni đẳng phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn đà la ni đẳng phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp trụ pháp thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Lấy vô nhị của tất cả pháp môn tam ma địa làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn tam ma địa làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn tam ma địa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Khánh nghỉ nên biết, lấy vô nhị của tất cả pháp môn đà la ni làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn đà la ni làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn đà la ni làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo. Lấy vô nhị của tất cả pháp môn tam ma địa làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn tam ma địa làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn tam ma địa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của tất cả pháp môn đà la ni làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn đà la ni làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn đà la ni làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Lấy vô nhị của tất cả pháp môn tam ma địa làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn tam ma địa làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn tam ma địa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của tất cả pháp môn đà la ni làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn đà la ni làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn đà la ni làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Lấy vô nhị của tất cả pháp môn tam ma địa làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn tam ma địa làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn tam ma địa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của tất cả pháp môn đà la ni làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn đà la ni làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn đà la ni làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Lấy vô nhị của tất cả pháp môn tam ma địa làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn tam ma địa làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn tam ma địa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của tất cả pháp môn đà la ni làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn đà la ni làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn đà la ni làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Lấy vô nhị của tất cả pháp môn tam ma địa làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn tam ma địa làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn tam ma địa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của tất cả pháp môn đà la ni làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn đà la ni làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn đà la ni làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. Lấy vô nhị của tất cả pháp môn tam ma địa làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn tam ma địa làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn tam ma địa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông.
Khánh hỷ nên biết lấy vô nhị của tất cả pháp môn Đà La Ni làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà La Ni làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà La Ni làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, lấy vô nhị của tất cả pháp môn Tam Ma Địa làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Tam Ma Địa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Khánh hỷ nên biết lấy vô nhị của tất cả pháp môn Đà La Ni làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà La Ni làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà La Ni làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Lấy vô nhị của tất cả pháp môn Tam Ma Địa làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Tam Ma Địa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của tất cả pháp môn Đà La Ni làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà La Ni làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà La Ni làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, lấy vô nhị của tất cả pháp môn Tam Ma Địa làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Tam Ma Địa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của tất cả pháp môn Đà La Ni làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà La Ni làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà La Ni làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Lấy vô nhị của tất cả pháp môn Tam Ma Địa làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Tam Ma Địa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của tất cả pháp môn Đà La Ni làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà La Ni làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà La Ni làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ Tát, lấy vô nhị của tất cả pháp môn Tam Ma Địa làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Tam Ma Địa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ Tát. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của tất cả pháp môn Đà La Ni làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Đà La Ni làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Đà La Ni làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. Lấy vô nhị của tất cả pháp môn Tam Ma Địa làm phương tiện, vô sanh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa làm phương tiện, vô sở đắc của tất cả pháp môn Tam Ma Địa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, vô sanh của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, vô sở đắc của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tỉnh lự bát nhã ba la mật đa, lấy vô nhị của nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả làm phương tiện, vô sanh của nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả làm phương tiện, vô sở đắc của nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, vô sanh của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, vô sở đắc của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, lấy vô nhị của nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả làm phương tiện,
vô sanh của Nhất Lai hướng, Nhất Lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, A La Hán hướng, A La Hán quả làm phương tiện, vô sở đắc của Nhất Lai hướng, Nhất Lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, A La Hán hướng, A La Hán quả làm phương tiện, hồi hướng trí, nhất thiết trí, an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. Khánh hỷ nên biết lấy vô nhị của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, vô sanh của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, vô sở đắc của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí an trụ chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp trụ pháp thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Lấy vô nhị của Nhất Lai hướng, Nhất Lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, A La Hán hướng, A La Hán quả làm phương tiện, vô sanh của Nhất Lai hướng, Nhất Lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, A La Hán hướng, A La Hán quả làm phương tiện, vô sở đắc của Nhất Lai hướng, Nhất Lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, A La Hán hướng, A La Hán quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Khánh hỷ nên biết lấy vô nhị của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, vô sanh của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, vô sở đắc của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo. Lấy vô nhị của Nhất Lai hướng, Nhất Lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, A La Hán hướng, A La Hán quả làm phương tiện, vô sanh của Nhất Lai hướng, Nhất Lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, A La Hán hướng, A La Hán quả làm phương tiện, vô sở đắc của Nhất Lai hướng, Nhất Lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, A La Hán hướng, A La Hán quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo. Khánh hỷ nên biết lấy vô nhị của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, vô sanh của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, vô sở đắc của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Lấy vô nhị của Nhất Lai hướng, Nhất Lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, A La Hán hướng, A La Hán quả làm phương tiện, vô sanh của Nhất Lai hướng, Nhất Lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, A La Hán hướng, A La Hán quả làm phương tiện, vô sở đắc của Nhất Lai hướng, Nhất Lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, A La Hán hướng, A La Hán quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Khánh hỷ nên biết lấy vô nhị của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, vô sanh của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, vô sở đắc của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Lấy vô nhị của Nhất Lai hướng, Nhất Lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, A La Hán hướng, A La Hán quả làm phương tiện, vô sanh của Nhất Lai hướng, Nhất Lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, A La Hán hướng, A La Hán quả làm phương tiện, vô sở đắc của Nhất Lai hướng, Nhất Lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, A La Hán hướng, A La Hán quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Khánh hỷ nên biết lấy vô nhị của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, vô sanh của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, vô sở đắc của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Lấy vô nhị của Nhất Lai hướng, Nhất Lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, A La Hán hướng, A La Hán quả làm phương tiện, vô sanh của Nhất Lai hướng, Nhất Lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, A La Hán hướng, A La Hán quả làm phương tiện, vô sở đắc của Nhất Lai hướng, Nhất Lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, A La Hán hướng, A La Hán quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Khánh hỷ nên biết lấy vô nhị của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, vô sanh của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, vô sở đắc của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Lấy vô nhị của Nhất Lai hướng, Nhất Lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, A La Hán hướng, A La Hán quả làm phương tiện, vô sanh của Nhất Lai hướng, Nhất Lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, A La Hán hướng, A La Hán quả làm phương tiện, vô sở đắc của Nhất Lai hướng, Nhất Lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, A La Hán hướng, A La Hán quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Khánh hỷ nên biết lấy vô nhị của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện,
vô sanh của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, vô sở đắc của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. Lấy vô nhị của nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả làm phương tiện, vô sanh của nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả làm phương tiện, vô sở đắc của nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. Khải nghĩ nên biết, lấy vô nhị của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, vô sanh của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, vô sở đắc của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, lấy vô nhị của nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả làm phương tiện, vô sanh của nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả làm phương tiện, vô sở đắc của nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Khải nghĩ nên biết, lấy vô nhị của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, vô sanh của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, vô sở đắc của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Lấy vô nhị của nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả làm phương tiện, vô sanh của nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả làm phương tiện, vô sở đắc của nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Khánh hỉ nên biết, lấy vô nhị của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, vô sanh của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, vô sở đắc của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, lấy vô nhị của nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả làm phương tiện, vô sanh của nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả làm phương tiện, vô sở đắc của nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Khải nghĩ nên biết, lấy vô nhị của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, vô sanh của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, vô sở đắc của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn đà la ni, tất cả pháp môn tam ma địa. Lấy vô nhị của nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả làm phương tiện, vô sanh của nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả làm phương tiện, vô sở đắc của nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn đà la ni, tất cả pháp môn tăng ma địa. Khải nghĩ nên biết, lấy vô nhị của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, vô sanh của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, vô sở đắc của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ Tát. Lấy vô nhị của nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả làm phương tiện, vô sanh của nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả làm phương tiện, vô sở đắc của nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ Tát. Khải nghĩ nên biết, lấy vô nhị của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, vô sanh của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, vô sở đắc của dự lưu hướng dự lưu quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. Lấy vô nhị của nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả làm phương tiện, vô sanh của nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả làm phương tiện, vô sở đắc của nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. Hết quyển thứ 111.